Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, mới đây mạng xã hội không khỏi xôn xao bởi một clip ghi lại cảnh hai đối tượng bịt mặt cầm theo súng xông vào tiệm vàng ở Trà Vinh để cướp tài sản. Các đối tượng hành động nhanh chóng, táo tợn và sẵn sàng bắn trả công an để tẩu thoát. Đáng chú ý, trên đường tháo chạy, khi vừa nã đạn vào lực lượng chức năng, vừa điều khiển xe máy, một đối tượng đã không làm chủ được tay lái và dẫn tới tự gây tai nạn, tử vong tại chỗ. Kẻ còn lại đã bị công an bắt trên đường tẩu thoát về thành phố Hồ Chí Minh. Làm rõ vụ mang súng đi cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. Ngày 1 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trong trường hợp khẩn cấp để điều tra vì hành vi cướp tài sản. Việt là một trong hai nghi phạm đã dùng súng cướp tiệm vàng vào tối ngày 30 tháng 11 vừa qua. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11, PC02 tiếp nhận thông tin về việc có hai người dùng súng để cướp tiệm vàng Mỹ Trang 3 ở khóm 3 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Hai đối tượng đã cướp đi khoảng 6 lượng vàng. PC02 đã nhanh chóng tổ chức triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm theo dấu vết nóng và đã bắt giữ được Việt ngay trong đêm. Theo điều tra ban đầu, ngày 21 tháng 11, thông qua mạng xã hội, Việt kết bạn và nói chuyện qua lại với Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ tại khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Trong một số lần trò chuyện, Quang có rủ Việt xuống địa bàn tỉnh Trà Vinh để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài và được Việt đồng ý. Đến ngày 24 tháng 11, Quang liên hệ với Việt và yêu cầu Việt xuống Trà Vinh để thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngày 26 tháng 11, Việt đi xe khách đến Trà Vinh và gặp Quang. Đến đây, cả hai chưa bàn bạc được kế hoạch nên Việt đã quay về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục đợi tin từ Quang. Sáng ngày 30 tháng 11, Quang tiếp tục liên hệ với Việt và yêu cầu Việt xuống Trà Vinh để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Việt có mặt tại thành phố Trà Vinh và gặp Quang. Tại đây, hai người bàn bạc kế hoạch, đồng thời Quang đưa cho Việt một khẩu súng. Quang giữ một khẩu súng, loại súng rulo bắn đạn chì, chưa xác minh được nguồn gốc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Quang chở Việt trên chiếc xe máy tay ga mang biển kiểm soát 71B175194 đi dọc các tuyến đường để tìm nơi cướp tài sản. Đến khoảng 18 giờ, cả hai đến tiệm vàng Mỹ Trang 3 và quyết định cướp tại đây. Quang yêu cầu Việt canh đường cho mình đi vào để cướp và nếu bị hại chống cự thì sẽ bắn trả. Khi vào tiệm vàng, Quang nổ một phát súng, khiến chủ tiệm vàng là bà LTP 65 tuổi bị thương. Sau đó, dùng một vật cứng đập vỡ cửa kính tủ đựng vàng. Quang và Việt dùng tay lấy số tài sản nêu trên, bỏ vào một túi ni lông đã chuẩn bị sẵn. Sau khi cướp được tài sản, cả hai lên xe tẩu thoát. Đi được một đoạn hướng về huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, thì Quang yêu cầu Việt xuống xe. Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe máy về thành phố Hồ Chí Minh. Việt đồng ý xuống và thuê xe về thành phố Hồ Chí Minh để trốn. Tuy nhiên, khi đi đến địa bàn tỉnh Tiền Giang, thì lực lượng công an truy bắt được Việt. Riêng Quang giữ số vàng cướp được và sử dụng xe máy tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên. Khi đến khu vực xã Bình Phú, huyện Càng Long, gần cây xăng Phúc Lộc Thọ, gặp tổ tuần tra của công an huyện Càng Long, nên Quang đã bỏ chạy và dùng súng bắn trả lực lượng công an. Do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái và xảy ra tai nạn giao thông, khiến Quang chết tại chỗ. Lực lượng công an đã thu giữ được tăng vật là hai khẩu súng rulo, 75 viên đạn chì, một xe máy mang biển kiểm soát 71B175194. Cơ quan công an đang thực hiện các thủ tục giao Quang cho gia đình để an táng. Nhớ lại phút đối mặt hai đối tượng manh động, đôi vợ chồng già là chủ cửa tiệm vàng vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Ông DCH cho biết, vợ ông bà LTP hiện vẫn còn đang choáng váng, mất tinh thần sau giây phút đối mặt hai tên cướp vào chiều tối 30 tháng 11. Bà P bị trúng đạn khi cố gắng ngăn cản chúng tẩu thoát. Ông H cho biết, thông thường tiệm vàng của ông có bảo vệ ngồi trước cửa, nhưng thời điểm bị cướp, hết giờ làm nên bảo vệ không còn ở tiệm. Ông Hát hoang mang nói, vợ tôi thường là người đứng bán hàng, tôi chỉ trông coi giúp đỡ. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể nhớ lại sự việc xảy ra. Gia đình ông Hát có 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, 2 cửa tiệm do con trai và người cháu trong gia đình buôn bán. Cửa tiệm bị cướp chiều tối 30 tháng 11 ở thị trấn Châu Thành do vợ chồng ông chịu trách nhiệm kinh doanh. Thời điểm này, Quang và Việt đi trên một xe máy, đỗ lại trước cửa tiệm vàng. Chúng phân công, người ngồi sau chạy nhanh vào tiệm vàng, người lái xe đứng trước cửa quan sát, sau đó cũng vào theo. Lúc này, ông Hát đang đi bộ ngoài đường, định trở vào nhà, thì hàng xóm nhắc có hai người đàn ông mới đi vào cửa tiệm. Ông Hát đi vào,
Cùng lúc này, vợ ông cũng từ trên lầu đi xuống và chứng kiến hai kẻ trộm đang vơ vét vàng trong tủ kính và túi ni lông. Đôi vợ chồng già lúc này vẫn chưa ý thức được cửa tiệm bị cướp. Một trong hai đối tượng đưa súng lên đe dọa, yêu cầu hai vợ chồng đứng yên, nếu bỏ chạy sẽ bắn. Một người phụ nữ ở nhà sau cũng chạy lên cùng hai vợ chồng ông Hát tiến ra ngoài sân, hốt hoảng chi hô cướp. Một người đi đường nghe thấy, dừng xe máy, nhặt vội một khúc cây ven đường, xông vào tiệm vàng, khua vào tủ làm tiếng vỡ. Một số hàng xóm nghe chi hô cũng tức tốc chạy sang. Thấy bị phát hiện, hai tên cướp cầm súng chạy ra phía cửa hàng vừa nổ súng, vừa dọn đường tháo chạy. Một số người dân nhặt đá ném vào hai tên cướp, nhưng không cản được chúng tẩu thoát. Vợ ông Hát trong lúc thấy hai tên cướp lên xe chuẩn bị tẩu thoát, liền tiếp cận chúng và bị một trong hai bắn trúng, làm bà P bị thương. Vụ cướp tiệm vàng trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tại Trà Vinh cách đây vài tháng cũng xảy ra một vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh không kém vụ việc trên. Sáng ngày 6 tháng 10, một đối tượng đã mang theo hung khí là một con dao, thực hiện hành vi cướp tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu trên đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh. Đáng chú ý, đối tượng này còn từng làm trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Theo cơ quan công an, nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng trên đường Lê Lợi, phường 4, thành phố Trà Vinh là ông Nguyễn Văn Tam, 48 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Trà Vinh, là nguyên trưởng một phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Ông Tam đã xin nghỉ việc từ ngày 1 tháng 6 vừa qua. Qua điều tra, cơ quan chức năng còn cho biết thêm, nghi phạm đang thiếu nợ bên ngoài rất nhiều nên xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ. Người này đã đi được 3 tháng mới trở về và chuẩn bị đi tiếp. Đây cũng được cho rất có thể là nguyên nhân khiến Tam nảy sinh âm mưu cướp tiệm vàng. Trước đó vào ngày 6 tháng 10, khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, đối tượng Tam mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đến tiệm vàng trên đường Lê Lợi, phường 4, thành phố Trà Vinh để bán chiếc nhẫn trị giá 7 triệu đồng. Trong lúc ông Lê Bá Toàn, 44 tuổi, chủ tiệm vàng tính tiền để trả, Tam bất ngờ ra tay và định lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Bị tấn công, ông Toàn dùng máy tính và cây và ném về phía đối tượng rồi chi hô ăn cướp. Tam bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm và giúp việc đuổi theo cùng người dân truy bắt, khống chế đối tượng, bàn giao cơ quan công an. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một con dao giấu trong ba lô cùng các tang vật khác có liên quan. Ngày 7 tháng 10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng với thủ đoạn vô cùng manh động và liều lĩnh. Nơi mà chúng nhắm đến là những tiệm vàng lớn, thậm chí nằm ở trung tâm đông người qua lại. Đa phần các đối tượng đều mang theo hung khí với suy nghĩ sẵn sàng liều mạng chống trả để thực hiện trót lọt. Trước tình trạng trên, người dân cần hết sức lưu ý và cảnh giác, tránh để bản thân trở thành con mồi cho chúng. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.